Ngày 5 tháng 3, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết, vụ việc xảy ra vào 22 giờ 55 phút phút tối 4:03 tại khu vực cầu Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Vào thời điểm trên, tàu hỏa chở hàng mang số hiệu 7154 lưu thông từ ga Hà Nội sang ga Long Biên. Khi tàu hàng lưu thông đến km 3500 đã đâm phải một người đàn ông đang đi bộ trên đường ray. Cú đâm mạnh khiến người đàn ông văng xuống sông Hồng mất tích. Lãnh đạo công an quận Long Biên cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến trưa 5:03, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.